bà cô chú các bạn. Giờ Hạnh đến nhà của chị bé Tư rồi. Thì hôm nay đội thợ sắt của Hạnh lại gấp cái nhà tiền chế cho chị á. Thì hôm rày vô mưa bão nên công trình tiến độ của nhà của chị sẽ chậm lại. Thì hôm nay thấy trời nắng, mấy anh em tiếp tục làm ngôi nhà cho chị. Chị Hạnh mời ông bà cô chú các bạn cùng Hạnh vào trong cùng xem mấy anh thợ gấp nhà tiền chế cho chị bé Tư. Thấy ông trời muốn kéo mây rồi. Chào đại gia đình đi. Nhiều quá luôn rồi. Rồi giờ đội thợ sắt của mình đang gắp một bên vách nhà nè. Đang bắn tôn. Rồi chào Dữ luôn. Tên Dữ sao mà thấy tiền khô à. Mà giỏi lắm, xiên lắm. Rồi mà Hạnh qua giờ làm biết luôn. Dữ mà dám chào luôn hả? Chào Dữ. Dữ mà hiền. Rồi mấy anh thợ của Hạnh thì gắp gần được một bên vách này nè, còn hai miếng tôn nữa là bắt đầu anh em chuẩn bị dựng cái vách nhà lên này. Cường bữa nay dành công của mình ta, thường thường mình gạch mực đó đó. Luôn. Nó bị hết rồi. Giật ghê chưa? Nhắm còn được nữa mà. Ăn à, bầu trời. Bầu trời. Nó làm mà nó giấy không? Giấy hả? Kéo mây đen rồi. Giờ mấy anh em thợ làm xong bên vách nhà rồi, chỗ đầu rồi dựng lên. 1 2 3 rồi dựng cái cây này, đúng rồi, mua hoặc chợt. Nhiều người thấy nhẹ nhàng quá ha. Ôi thiếu hồn rồi. Cái anh này cầm cái cây đúng rồi, đỡ nữa rồi, hai chổi cho nó bằng hai chổi. Cái gì vậy? Dính sao vậy? Bắn đó. Đầu của ăn nè. Rồi. Lên lên chứ. Nếu cho nó dựa qua nhà lại đi. Nó dựa thì chơi sợ nó chạy xuống luôn. Nó dựa thì được rồi đó. Bây giờ mấy anh em dựng lên một vách nhà rồi, giờ tiếp tục làm cái vách thứ hai nè. Chải bằng tay ra, chải cột ra đặng làm. Không biết khăn dùi đâu á. Chải coi. Bằng chưa? Bằng lắm gạch rồi đó. Vô nữa hả? Ừ. Bằng nữa. Đúng rồi. Rồi đó. Rồi chưa? Rồi. Rồi dính chắc đi cho ăn lấy mật chứ. Ăn mới để lộn nó phá nè. Gì? Phá hả? À? Mày chơi. Sáng vậy có hai mày thôi đây chứ. Mở mắt nổi luôn rồi. Lấy kiên đen mang vô. Mấy anh em thợ của Hạnh tiếp tục dựng cái vách nhà thứ hai lên nè. Là điểm 1 2 3 là phải dựng lên nha.
1, 2, 3. Rồi, cây của ấy hả? Rồi, lên chưa chín ơi. Này nào mấy bông nó trong ngoài gì đây? Đưa ngoài đang bọc vô lại. Nhiệt cái đứng phía ngoài vậy bắn nhiệt, đứng như sao bắn được. Giờ bên em mời dựng hai dắt xong rồi bắt cái đài dầm lẫn cấu kết hai cái nhà nữa. Nóng quá rồi. Bắn dưới đây. Phần trước đi ăn. Dở lên xíu này. Giờ mấy anh em bắt hai cái dằn, bây giờ bắt đồng tay đang cho cứng cái nhà lại á. Đo rồi bắn luôn đi cho chắc ăn. Tranh thủ nắng làm còn cự không trời mưa quá bên này nắng làm khó mặt hết trơn. Ông cho cái chân xéo xéo vậy trong trong này. Mới lớn mà kêu bằng ông rồi đó. Bỏ đầu nhét vào trong túi luôn ha. Rồi. Mấy đứa nhỏ xíu kia. Ừ, bên ngoài
Bỏ giá ra chừng. Nó lắc lư nặng quá. Mình bắt cái đà dằn này nấu hết à. Lời nó mới chắc được. Giờ này mát rồi đấy chưa? Giờ này làm tới chiều rồi thôi mát rửa vậy nè. Gió thổi vô vô. Rồi ăn bắt lần tay xong rồi đưa tao lần tay cho mấy cái anh trước. Xong rồi ta còn dựng lên vô giữa nè, vô giữa rồi khiên dở lên năm rồi. Trời lọt dữ luôn. Ngã ra ngoài đang cho vô đằng kia. Cái chân nhà rồi dính chắc đằng kha bắn lại. Lấy ghế kéo ghế đi. Ồ giờ này gió nó mát dữ ta. Nó bơi bơi luôn nè. Ôi ôi ôi. Cắt một cái là thang lử đó.
rồi giờ cái tao lên làm nhà. Ừ rồi đó. Chính ơi về kìa. Làm gì? Giờ này mát phải không? Trời giờ này mát rồi, gió nó go do luôn. Mở cửa sổ bên đây nè nên leo gió ngoài cuộn á, thổi vô. Mình còn dừng phía sau nữa là còn làm ở trong chia phòng nữa là gần xong cái nhà đó. Gì không, chính lá phủi cái lá nhà nó mục nè. Nhà lá là thường thường là kiểu giờ mưa bơ, gió một cái ha là rớt đầy nhà hết trơn. Ôi trời, mưa đá sợ không chết mà mưa đá thử coi. Buông để em căng chỉnh thôi. Rồi căng đi. Rồi vững chắc được cho nó vô tuột rồi. Được chưa? Được thì bắn một hàng cho nó cứng cái đi. Ngôi nhà của chị bé Tư thì Hạnh cũng làm tương tự như những ngôi nhà Hạnh làm trước kia nè. Thì mấy anh em ngào lỗ rồi luồn phun vuông vô. Rồi chân cột thì bắt bát nè. Rồi mỗi cái chân cột thì hàng cây sắt 10 ở ngoài nữa nè. Nhóm thợ của Hạnh anh em chia ra từ khâu á, từ làm mỗi công việc nè. Đang chia vách phòng ra, chừng vách. Cường thì đang bắn mấy con bắt cái bát với chân cột á. Đây còn anh giữ chủ nhà thì ảnh hàng mấy cái chân cột rồi. Hàng cái sắt 10 chứ chân á, có bỏ cái râu ở dưới ngoài nền á. Thank you.
đang bắt cây đang chia phòng ra. Bị gì? Đãi đồng trong cây mơ mình ra để làm đá. Trời cũng tối thì mấy anh em Hạnh làm được bao nhiêu ngôi nhà rồi nè. Giờ Hạnh cũng xin phép ông bà cô chú chị các bạn Hạnh về. Hẹn gặp lại sau. Xin chào. Rồi chào bé Dữ, cô về luôn nha. Chúc con về sức khỏe luôn. Bữa nay được ngôi nhà là mừng rồi ha. Ngày mai mới rồi, bữa nay thì được cái khung xong hết rồi.